Sáng ngày 6 tháng 7, các đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng các phòng ngành liên quan đã đến tặng hoa và động viên Hội đồng coi thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia tại huyện Vũ Quang. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm nay, huyện Vũ Quang có 343 thí sinh, trong đó có 330 là học sinh các trường Trung học phổ thông Vũ Quang, Trung học phổ thông Cù Huy cận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện và 13 thí sinh tự do với 15 phòng thi. Do điều kiện thí sinh ít nên chỉ bố trí một điểm thi tại trường Trung học phổ thông Vũ Quang. Hội đồng coi thi gồm 46 cán bộ giáo viên đến từ trường Trung học phổ thông Hàm Nghi và Trung học phổ thông Hương Khê. Ngoài ra huyện Vũ Quang cũng đã bố trí hai điểm thi dự phòng tại trường Trung học phổ thông Cù Huy Cận và Trung học cơ sở Phan Đình Phùng cùng với tặng hoa động viên các thầy cô giáo phát biểu với hội đồng coi thi kỳ thi trung học phổ thông tại huyện Vũ Quang. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, cảm ơn các cán bộ giáo viên của các trường trung học phổ thông đã khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng các cán bộ giáo viên đã chuẩn bị tốt mọi mặt để chỉ đạo và tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn huyện Vũ Quang đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy nguyễn thiểu quang cũng mong muốn hội đồng coi thi tại huyện vũ quang thực hiện nghiêm nội quy quy chế của kỳ thi nhất là việc chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 đồng thời cần có sự quan tâm động viên khích lệ về mặt tinh thần để các em học sinh yên tâm làm tốt các môn thi và hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với kết quả cao nhất góp phần vào thành tích chung của tỉnh nhà